Dù đã trải qua một tháng sau bão lũ, nhưng đến nay, những tàn dư vẫn còn hiện hữu trên những cung đường nơi các phố phường, bản làng miền Tây Bắc. Đặc biệt là đời sống và kinh tế của người dân vẫn bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu bão, khiến nước lũ tràn về gây sạt lở đường xá, hư hại gần 6.000 ngôi nhà. Những ngày qua, nhiều phái đoàn chư tăng ni Phật tử các tỉnh thành đã đến phối hợp cùng Phật giáo địa phương để làm lễ khởi công và hỗ trợ những căn nhà từ bi. Lúc cái gia đình đang chuẩn bị ăn sáng thì nghe tiếng động ở bên trên nên mới chạy ra ngoài sân, cái là tự nhiên là sập xuống, thế là hai vợ chồng chạy thoát được ra ngoài. Còn là mỗi một phòng khách thì giờ rạn nứt hết rồi. Đúng là rất là cảm ơn các nhà sư đã không quản đường trái thôi đến cho tiền nong để gia đình xây lại cái nhà mới để ở. Cũng là rất là cảm ơn các sư đã có lòng. Bão đã gây cho bà con rất nhiều là khó khăn, trong đó phải nghĩ đến những cái người đã khuất do bị thiên tai, rồi những gia đình bị sập hoàn toàn nhà, rồi những gia đình bị ảnh hưởng. Nói chung là cái đau thương này nó vô cùng to lớn, và khi mà đã đến thì cũng chỉ mong mỏi rằng chia sẻ một phần nào nho nhỏ cái mất mát của bà con thôi. Và mong cái tình yêu thương này sẽ được lan tỏa sang sẻ tiếp, và chúng ta có thể bảo bọc nhau để đi trong cuộc đời bình an và hạnh phúc. Gia đình chị Hoa thuộc diện hộ khó khăn, khi chồng thì ốm bị mất sức lao động, còn chị thì công việc lúc có lúc không và nuôi hai con ăn học. Cơn bão lũ vừa qua đã khiến căn nhà của hai vợ chồng chị thành đống đổ nát. Nhận được sự hỗ trợ từ chư Tôn Đức, chị không khỏi biết ơn. Ở nhà cấp 4 nên là chạy lụt rất là khó khăn, nên là tôi phải đi gọi cứu hộ sang nhà hàng xóm ở suốt từ đấy được một tháng nay rồi. Biết là tấm lòng của mọi người từ phương xa gửi đến, rất là xúc động mà chia sẻ những cái lúc khó khăn này. Trong cuộc sống thì mình cố gắng để mình bù đắp vào những cái tình cảm của mọi người thì mình cố gắng để tốt hơn. Những món quà nhỏ, những hành động nhân văn ấy đã góp phần cứu cánh cho nhiều hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở nhưng lại thiếu kinh phí xây dựng. Tấm lòng yêu thương của chư tăng ni Phật tử Phật giáo tỉnh Lâm Đồng đã phần nào giúp người dân vùng lũ vơi bớt nỗi lo màn trời, chiếu đất, yên tâm lao động sản xuất, sớm vượt qua khó khăn, tái thiết cuộc sống.